Trong khuôn khổ lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024, tối nay tại đường đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra chương trình nghệ thuật áo dài sắc màu thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được chia làm 4 phần: phần 1 đất Việt tiếng vọng ngàn đời, phần 2 duyên dáng áo hoa, phần 3 thành phố tôi yêu, phần 4 sắc màu thành phố du lịch. Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc cùng phần tham gia biểu diễn của gần 20 bộ sưu tập áo dài của các nhà thiết kế đã góp phần truyền tải thông điệp chung của chương trình. Những chiếc áo dài rực rỡ sẽ cùng góp phần làm nên bức tranh đẹp đẽ, sống động về thành phố Hồ Chí Minh, thành phố yêu thương. Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội của đất nước, sự gia nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế, hình ảnh chiếc áo dài cũng càng trở nên quen thuộc và trở thành một trong các biểu tượng của Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới. Áo dài không chỉ là biểu trưng cho nét đẹp của người Việt Nam mà còn gợi nhớ đến một đất nước Việt Nam xinh đẹp, thân thiện, hiền hòa, gợi nhớ một điểm đến đậm đà bản sắc trong lòng du khách quốc tế.